Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Mùa hè thì cũng sắp đến rồi. Và các bạn biết rồi đấy, ở Việt Nam chúng ta mùa hè thì có những ngày mà nó rất là hanh khô đúng nào. Đấy, cộng thêm nữa đó là nếu mà chúng ta nóng quá, chúng ta bật điều hòa lên. Thì khi bật điều hòa lên thì trong phòng nó cũng rất là khô. Nếu mà bạn nào mà hay bị viêm mũi dị ứng này, hay là da của các bạn khô chẳng hạn, thì khi bật điều hòa lên các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu. Đấy thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái máy phun sương nhé. Các bạn nhìn này, máy phun sương tạo độ ẩm thuộc thương hiệu Mokato. Đấy, và cái máy phun sương này nó rất là rẻ, nó chỉ có 399.000 đồng mà thôi. Đấy, và mình sẽ nói xem là cái máy phun sương này nó sẽ áp dụng được ở trong những trường hợp nào nhé. Đầu tiên ý, là bạn có thể nhìn thấy đó là cái máy phun sương này này. Đấy, sương nó sẽ bay lên đúng không, để nó tạo độ ẩm đúng không nào. Và bên trong này có nước, lát nữa thôi mình sẽ mở ra để cho các bạn xem cái cấu tạo của nó. Ở bên cạnh này, nó sẽ có những cái đường đèn LED bao quanh như này. Và cái đèn LED này nó có thể đổi màu được. Như vậy là cái máy phun sương này, ngoài cái việc nó phun sương ra ngoài, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm cái background cho chúng ta quay video. Đấy, hay chúng ta chụp ảnh hả? Ví dụ các bạn nào hay quay video hay chụp ảnh mà up lên YouTube thì các bạn sẽ thấy là cái này rất là cần thiết này. Ví dụ khi bạn có một cái cảnh quay chán nhé, tự nhiên có một cái làn khói nó bay lên, nó tạo nên một không khí rất mờ ảo cho cái việc các bạn quay, ví dụ quay điện thoại chẳng hạn, đặc biệt là bạn quay đồng hồ thì sẽ cực kỳ có lợi. Đấy, hai nữa là cái đèn LED này này, nó thay đổi màu như này này. Đấy thì nó cũng khiến cho khi chúng ta quay nó vào nó lên ấn tượng hơn. Đấy, giả sử như bây giờ bạn đặt cái điện thoại này lên đi. Đây, bạn đặt cái điện thoại này lên đây chẳng hạn. Đấy, xong bạn quay kiểu thế, cái điện thoại này hơi khó đặt. Ý là đặt những cái món đồ như ở đồng hồ cái thứ lên đây này, bạn hoàn toàn có thể quay được, phun sương cái thứ lên nhìn rất là đẹp mắt đúng không nào. Tiếp tục nữa nào, một cái câu hỏi nó đặt ra đó là cái máy phun sương này nó là một cái máy cắm điện đúng không? Vậy thì khi nó cắm điện như này thì giả sử như bên trong này nó hết nước thì nó sẽ như thế nào? Đấy, không sợ nó chập cháy hay không thì không, hoàn toàn không lo. Khi hết nước máy nó sẽ tự động ngắt, một cái tính năng nó rất là thông minh. Với cái máy tạo độ ẩm như này thì ở trong phòng chúng ta cũng cảm thấy là cái không khí cái thứ của nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Đấy, và cái máy này này các bạn thấy không, rất là to luôn. Đó, chúng ta có thể để trong phòng được. Đấy, tuy nhiên là khi mà để trong phòng cũng cần phải cẩn thận, như đâu đá may nước nó đổ ra thì lại lênh láng nhà. Đấy rồi, vậy thì để mua được cái, à thôi, nói về cấu tạo cái đã nhá. Đây, mình sẽ tháo cái này ra để nói về cấu tạo này. Cấu tạo nó rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ có một cái tay cầm ở đây để chúng ta có thể kéo nó ra như thế này. Đấy, bên trong này thì nó sẽ có hai cái chấu để tiếp xúc trực tiếp với nước, xong sau đó thì nó sẽ hút nước lên trên này và phả ra hai cái đầu ở trên này. Đấy, các bạn thấy không? Hút nước ở dưới này, phả ra hai đầu trên này. Đó. Còn bên trong cái thùng này thì nó chỉ là cái thùng chứa nước bình thường thôi. Đây này. Đấy, bên trong này cũng là chỉ là chứa nước bình thường thôi nhé các bạn nhé. Đấy, mình chỉ ấy này thôi, chứ không là nó sẽ bị nước nó tràn ra bàn, nó sẽ bẩn. Đấy. Phía sau này cũng thiết kế cũng rất là đơn giản. Cũng có một nút nguồn và một cái cổng sạc ở đây nữa, cổng sạc chuẩn micro USB. Mình cũng nói luôn đấy là chính vì nó thiết kế nó rất đơn giản như này thì nó sẽ cực kỳ bền. Xin nhắc lại là cực kỳ bền, những cái gì mà thiết kế nó càng đơn giản thì nó càng bền. Đấy, và sửa chữa thì mình nói thật luôn là cực kỳ dễ luôn, có cái gì đâu. Tháo ra phát mà là cũng chả có gì để hỏng cả ấy. Đấy. Phần nhựa này thì là cái loại nhựa ABS, nó sẽ thân thiện với da tay của chúng ta hơn. Đấy, và nó cũng là cái loại nhựa mà mình đánh giá là loại nhựa chất lượng rất là cao. Đấy, độ đàn hồi tốt. Và cũng như là nếu mà giả sử như có bị rơi xuống thì khả năng vỡ nó sẽ thấp hơn là những loại nhựa khác. Rồi, ok. Vậy thì để mua được cái máy phun sương này thì chúng ta phải làm như nào? Rất là đơn giản thôi, mình sẽ quay màn hình để hướng dẫn các bạn mua hàng nhé. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu kích vào cái đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến fanpage của Halomo. Halomo là đơn vị phân phối chính hãng cái dòng sản phẩm này. Đấy, xong sau đó thì họ sẽ tự động nhắn tin lại cho các bạn như thế này. Đấy, vấn đề sức khỏe trong mùa Covid như thế này nó sẽ ấy được hơn chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ ấn nút đặt hàng ngay cho mình. Sau khi các bạn ấn nút đặt hàng ngay thì fanpage của Halomo sẽ tự động nhắn tin lại để mà chốt đơn với cả các bạn. Các bạn sẽ lựa chọn số lượng. Đấy, ví dụ mình chọn số lượng là 1 đi. Đấy, mua một cái thôi. Đấy, ví dụ thế, bạn thích nhiều thì bạn có thể mua tặng cho bố mẹ, anh chị em trong gia đình, bạn có thể nhập nhiều cái hơn. Xong cuối cùng là họ sẽ chốt đơn với mình. Mình chỉ việc thêm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào đây, thế là xong. Chỉ mất có 399.000 đồng mà thôi. Thực ra nó không gọi là mất, mà là chúng ta chi phí ra để chúng ta được một cái máy. Nó có thể giúp chúng ta trong cái vấn đề là tạo độ ẩm không khí này, dùng ở trong điều hòa nó sẽ đỡ bị khô da này, mũi miếc các thứ cũng sẽ sử dụng, nó cũng sẽ đỡ bị xoang này. Đấy, hay như là cũng có thể sử dụng này để làm tiểu cảnh để quay được. Đấy, đấy là những cái mình cảm thấy là rất là ổn ở cái mẫu này. Các bạn cảm thấy sao xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.